Lượm Drink, 69 Trần Phú Ngô Quyền, xưởng chế tác đồ uống thủ công là tổ hợp dịch vụ ăn uống được gây dựng đề cao những loại đồ uống tốt cho sức khỏe và sử dụng những vật liệu tái chế, giảm rác thải nhựa dùng một lần ra môi trường. Đây là nơi bất cứ ai đều có thể đến, dành thời gian cho chính mình hoặc gia đình, bạn bè, tự làm những món đồ uống handmade mà mình yêu thích. Quán luôn coi sự phù hợp và sự thoải mái của khách hàng làm phương châm để phát triển. Không có cốc cà phê ngon, cũng chẳng có đúng và sai. Chúng mình cũng có những nguyên tắc cần tuân thủ và vẫn luôn tôn trọng sự khác biệt trong khẩu vị của mỗi người. Lượm mong rằng mỗi ly đồ uống tại đây không chỉ được yêu thích bởi hương vị mà còn bởi sứ mệnh sống xanh, khỏe mạnh và bền vững được lan tỏa tới mọi người.